Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Minh Ngọc đến từ Royal School. Hôm nay mình sẽ làm một chiếc vlog nhỏ nhỏ về một ngày học tập của mình tại Royal School nha. Let's get started. Từ nhà đến trường thì chỉ mất khoảng 30 phút. Đi xe của trường thì rất là an toàn và đúng giờ. Bình thường thì mình sẽ có mặt trên trường đúng 7:45 và bắt đầu môn học đầu tiên lúc 8 giờ. Mình đã đến trường rồi nè. Ta-da! Thì bây giờ mình đang có mặt tại Royal School. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tới tham quan lớp học đầu tiên. Đây là sân trần của trường mình. Buổi sáng thì sân rất là nắng và rộng rãi. Đằng đó là các bé mầm non đang tập thể dục rất là dễ thương. Hello. Và môn học đầu tiên của mình trong ngày hôm nay chính là môn hóa. Môn này nằm trong chương trình Cambridge nên là sẽ có giáo viên người nước ngoài giảng dạy. Đối với tụi mình thì môn hóa không hề khô khan mà cực kỳ thú vị, vì trường trang bị cho tụi mình rất nhiều thiết bị như là kính hiển vi nè, ống nghiệm và cả một số chất hóa học nữa. Hi Miss Larry. Ở trường tụi mình được thực hành khá nhiều, cứ một tuần 2 tiết, một tiết lý thuyết, một tiết thực hành. Kiến thức thì chắc lọc nên là tụi mình rất dễ học thuộc. Người ơi, mình đang đột nhập vào lớp ESL do thầy Harry giảng dạy về môn tiếng Anh. Có gì mình nói nhỏ thôi. Môn ESL hầu như sẽ tương tác bằng tiếng Anh. 8 tiết một tuần, nhờ đó tụi mình cải thiện rất nhiều phần phát âm và phản xạ. Điểm mình cực kỳ thích tại trường đó là tụi mình được khuyến khích phát biểu quan điểm cá nhân, cùng thảo luận với nhau. Và ý kiến nào cũng được tôn trọng, đặc biệt kỹ năng thuyết trình cũng được luyện tập rất nhiều. Yeah, well, I guess. I'm from Canada, but yes. So, how do we say, I'm gonna buy milk tea for the class in British? Oh, that's a funny thing to say. So if this video gets 10,000 views, I'm buying milk tea for the whole class! Yay! Boom! Tuyệt vời khi sau một ngày dài mình được đổ mồ hôi, đúng không các bạn? Và sân đa năng của trường mình còn tích hợp rất nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng rổ, bóng đá và cả leo núi nữa. Vậy là kết thúc một ngày học của mình rồi. Hy vọng mọi người sẽ hiểu hơn về chương trình Cambridge ở trường quốc tế. Bye bye! Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy liên hệ qua fanpage của Royal School nha. Các anh chị tư vấn viên ở đây rất là nhiệt tình và dễ thương luôn á.